Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đã lên kênh bán hàng của bên em nhé. Và trong video ngày hôm nay thì em còn vài đôi BMB xịn các bác nhá. BMB 880C xịn. Em xả hàng thanh lý cho anh em luôn. Hay xả hàng thanh lý cho anh em. Nói chung là bây giờ em muốn dọn cái chỗ này đi để em kê đồ, em trưng bày đồ đấy. Thì là những cái loa như thế này thì hôm nay nó còn ở đây, em thanh lý cho anh em, giá em đảm bảo cho anh em là giá gọi alo là mua được thôi nhá. Giá rẻ sập sàn cho anh em luôn, mà cái giá này còn không mua được nữa thì em cũng đến bó tay luôn. Đấy, bởi vì là thực tế là em muốn dọn cái chỗ này cho gọn gàng đi. Đấy. Ta thanh lý lỗ cho anh em luôn. Thì đây ạ, ở những cái đôi như này các bác nhìn ạ, những cái đôi mà nó có cái màu xám ghi ghi, bởi vì là em sơn em tút lại đây màu cho nó đẹp đẽ đấy, thì em có làm hai màu hơi lệch lệch cho anh em để dễ phân biệt thôi nhá. Thì lưới của nó nguyên bản thì nó hơi ghi ghi tậm kiểu kia, còn nó em sơn làm mới thì nó hơi xanh xanh như kiểu này, bác nào nhìn cái là thấy ngay thôi nhá. Thì những cái đôi như này là bên em bán là nguyên bản bên kia nó thay màng các bác nhá, nguyên bản bên kia nó thay màng, côn vẫn còn nguyên luôn, kiểu là nó dùng nó bị gãy màng hay nó thay màng luôn. Thì nó thật với các bác là những cái dòng mà BMB B2000C thì củ của nó chính là củ của 880C này luôn đấy nhá, củ của 880C này. Đây em sẽ cho anh em xem thực tế luôn đấy nhá. Loa thì là loa xịn các bác nhá, loa xịn nhưng mà bên kia nó đánh màng nó kém rồi là nó thay các bác nhá, mà thay màng từ bên kia chứ không phải mang bên này các bác nhá, màng từ bên kia luôn. Đấy. Thì các bác nhìn vào cái củ 2000C này thì côn của nó côn 65 đánh tiếng nó cực uy lực luôn rồi. Dòng 2 năm thì con này nó là tiếng uy lực nhất trong dòng 2 năm của BMB, nó đẳng cấp nhất rồi. Đấy. Và giá của nó cũng không hề rẻ các bác nhá, chỉ có bên em bán cho các bác giá nó êm ái thôi. Đây. Côn kia kìa, thay từ bên kia các bác nhá. Đây em cho các bác xem này. Đấy, côn thay từ bên kia các bác nhá. Đấy, còn nguyên bộ hóng màng nhận các bác nhá, nhìn kỹ vào giúp em. Đấy. Thì loa đây, tất cả mọi thứ các bác nhìn kỹ giúp em này. Đấy. Đấy, loa xịn 100% luôn. Các nhá. Thùng quách ok, ngon lành cành đào các anh em luôn nhá. Đấy, thùng quách đẹp này. Thì một đôi như thế này em còn hai đôi các nhá. Còn hai đôi thì em bán 3,1 triệu một đôi. 3,1 triệu một đôi. Em bao ship cho anh em luôn. Em còn hai đôi đã thay màng rồi. Em bán luôn cho nó dễ các nhá. Còn loa thì củ là củ ship thay thay màng rồi. Đấy, còn côn của nó trong còn nguyên luôn. Nhận vẫn nguyên luôn. Các nhá, nhìn nhận vẫn cùng nguyên này. Các nhá, nhận cùng nguyên luôn. Đấy. Nhận cùng nguyên luôn. Em bán 3,1 triệu một đôi. Thanh lý sập sàn cho anh em luôn, rẻ như vừa tặng anh em luôn. Đấy, được chưa? 3,1 triệu một đôi. Đấy. Tiếp theo là còn 3 đôi zin các bác nhá, 3 đôi zin. Đây, zin thì màng nó kiểu này các bác nhìn. Nói chung là anh em nào thợ tay to chỉ nhìn cái là biết là màng zin rồi đúng không ạ? Đây còn cái màng màng thay nó như này. Các bác nhìn chưa? Cái màng thay của nó thì nó gai gai. Còn nó cái màng của nó thì màng xịn của nó có cái những thớ thớ thớ. Các bác nhá. Thì đây các bác nhìn vào giúp em cái. Đấy, và nhìn cổ giúp em luôn nhá. Cổ zin thì nó khác các bác nhá. Các bác nhìn chưa? Đấy, các bác nhìn giúp em cái cổ này. Em cho quẻ ánh sáng này. Ok cho anh em. Đó. Tất cả loa hoạt động ngon lành các bác nhá. Hoạt động ngon lành. Đấy, bao sống siếc ngon lành cho anh em luôn. Đấy các bác nhá, bao sống ngon lành cho anh em luôn. Đây. Để mua bên kia về nó như thế nào để nguyên cho bác luôn. Thùng quách em bao cho anh em không vỡ lát. Đấy, phải lau chùi cái là ok luôn. Đấy, đôi này thì em bán cho anh em giá 4 triệu một đôi bao ship. Em khẳng định một điều là giá này các bác còn không mua được nữa thì chắc không mua đâu mua được luôn. Em còn 3 đôi này là zin, còn 2 đôi này nó là thay màng rồi. Đấy, đôi thay màng rồi, chênh mấy đôi kia 900.000 một đôi. Nhưng nó thật bác nào mà không cầu kỳ về vấn đề thay màng, em cái đôi này cũng là rất xứng đáng đồng tiền này. Cái giá này còn rẻ, gọi là như là còn rẻ hơn là cả BMB 850 nữa, mà con này thì củ là 2000C thôi nhá. Củ dòng 2000C nó đẳng cấp luôn. Đấy. Loa này đắt tiền nhất mà gấu nhất trong cái dòng loa 2 năm. Các bác nhá. Đấy, con này là cùn của nó côn 65 dây nhôm các bác nhá, không phải là dây thường các bác nhá. Đấy, rất gấu luôn. Bác nào mà thích nghe DJ rồi hát karaoke thì nói chung những đôi này thì nó quá tuyệt vời rồi đúng không ạ? Trong video ngày nay bác nào có nhu cầu mua hàng các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số này các bác nhá. Các bác đi qua kênh nhớ cho em xin một like và đăng ký giúp em các bác nhá. Nhớ cho em xin một like và đăng ký giúp em. Đấy. Zin thì là 4 triệu một đôi bao ship cho anh em. Đấy. Thùng quét ok, ngon lành cành đào, không vỡ lát, bao cho anh em, ngon lành. Đấy. Còn nó con thay màng rồi, 3 triệu mốt một đôi. Đấy các bác nhá. Chênh nhau 900.000. Các bác nhá, chênh nhau 900.000. Đấy, tất cả đều hoạt động ngon lành, cành đào ngon lành. Đấy. Ok cho anh em. Đấy. Nhưng bác nào mà không chê cái vấn đề là cái màng thì thực ra cái màng thì màng Trung Quốc thì em nghĩ nó cũng la lá cho hết thôi, trừ là những cái màng Mỹ mấy màng kiểu nó đẳng cấp châu Âu thì nó khác, chứ còn những cái dòng Trung Quốc thì nó cũng xem nhau cả thôi. Đây này em nói thật. Đấy, đôi 3,1 triệu một đôi này thì nó thật với anh em nó quá là trời rẻ rồi.
không có đâu rẻ hơn được nữa rồi. 3 triệu mốt một đôi bao ship anh em rồi. Còn đôi jean thì là 4 triệu một đôi bao ship. Đấy, số lượng có 3 đôi, còn cái này thì có 2 đôi các bác nhá. Anh em nào chốt nhanh thì còn trong tay là hết các bác nhá. Đấy. Các bác đi qua kênh nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhá. Đấy, xin chào tất cả anh em.